nó nghe không kêu á, góp góp ở đây nè. Vô nhà ghi vô cộng xuống xuống hơn 4.000 cuộc à. Hơi thất vọng, cái đi tìm thầy Đại luôn á. Kêu xe đi An Giang. Lên An Giang tới Tri Tôn, Tịnh Biên luôn á. Hỏi thăm dài lên. Tình trạng cô sao? Cô ở Mỹ hả? Ở Mỹ. Tình trạng cô sao? Trong người sao? Nói tôi nghe coi. Tình trạng sao? Nhưng mình có kể hồi lúc mới đầu bắt đầu phát không? Cô cứ kể đi. Bệnh tật sao? Bắt đầu cái hai cái chân nó nhức. Nó nhức rồi. À, cái mông vậy nè, giống như có nó bự ra mà nặng đè mà đi không nổi á. Đi muốn đi mà nó khum, giống như mình đi kìm cái sức nó nặng của cái đít á. Xong rồi cái nó chạy lên tới hai ba giai, giống như cái hai ba giai này muốn gịch ra vậy á. Nó mỏi mà nó làm cái gì nó còn nhức mà nó mỏi mà giống như muốn tách rời hai cái ba giai ra luôn á. Rồi nó có chạy lên nữa thầy, nó chạy theo vòng cổ cái nó lên ngay giống mang tay vậy nè, lên tới đầu á, nó đau là phải massage nó đè xuống vậy nè. Rồi cái đầu ngay chỗ nó nách này nè, nó chạy tới đây tới ngay trong ngực cái nó bóp lại. Rồi nó đau như vậy, nó sợ là bị tim đó, mới đi bác sĩ gia đình. Tại có bảo hiểm á, bảo hiểm y tế á, rồi xin bác sĩ khám tổng quát hết luôn. Tại vì khai bệnh bác sĩ giống như là tình trạng bên bác sĩ là thấy hơi lạ đó, thành ra bác sĩ cho khám hết luôn. À, khám tim nè, rồi nội soi bao tử nè, nội soi đại tràng nè, khám ngực nè, xét nghiệm máu nè, khám phụ khoa nè. Còn hẹn tháng 6 rồi là về chụp hình xương khớp đó. Mà nói bác sĩ mắc đi về Việt Nam, thành ra phải dời lại. Nhưng mà lúc chụp hình nhiều lần rồi là chỉ bác sĩ nói là xương mỏng thôi, ở cái vùng lưng này nè, bác sĩ nói xương mỏng thôi mà cũng không có cho thuốc đau nhức đâu. Bác sĩ kêu uống Tylenol á, khi nào đau á uống đó, vừa thuốc cảm, trị thuốc cảm luôn á. Mà nó ngộ lắm. Như cái chân mình nhà mình rờ thịt mình vú xuống là nó đau châm chích luôn á. Không có khép cái chân lại, đi toilet nè, cái chân phải thẳng xuống mà ngồi xuống khó khăn luôn á. Cô đi thầy không? Không. Rồi tới tháng 12 mới coi được cái YouTube của thầy á. Tình cờ hay là giống như có người chỉ dẫn thì không biết. Tới tháng 12 á, tại vì tháng 8 phát ra là đi bác sĩ, nghĩ là bị bệnh thôi. Nhưng mà cái tới tháng 12 cái thấy cái YouTube của thầy, cái bắt đầu mở vô coi miết luôn. Thấy những người đó khai cái triệu chứng sao giống mình quá. Cái nói với con gái nói bác sĩ bó tay với mẹ rồi. Rồi mà nói thầy chị vậy đó, nói bị ám ảnh, coi nhiều quá bị ám ảnh. Giống như con gái nó không tin á, nó nói mẹ bị ám ảnh rồi. Còn cái bệnh của mẹ khai ra thì bác sĩ bó tay. Nó châm chích nó đau hoài cho tới với bàn chân luôn á thầy. Bây giờ cũng vậy nữa, nó nhức vậy nè. Mà ở dưới lòng bàn chân á cũng, thì nó nhức quá cái bấm ở giữa cái bàn chân nè, bấm với cái chân nó hay bị rút rãnh ra vậy nè. Nó muốn làm giờ nào làm, mà ngồi chơi hay nằm gì cũng bị hết á. Rồi cái nó giật. Chứ có lần nó có một cái nguồn điện gì nó chạy từ chân chạy lên, mà nó chạy nóng quá nha. Nó chạy lên tới cái lưng quần. Cảm giác mình biết á. Chứ không xếp bằng được. Cô bị gì mà cô không đi thầy sao? Đâu có biết đâu mà đi. Thì mới phát hiện được cái tháng 8 năm rồi thôi. Rồi tới bây giờ chạy về đây là coi YouTube thầy, chạy về mà mời thầy thôi chứ không dám đi. Tại vì coi trong đó có nhiều người đi quá rồi thầy càng đi càng nặng.
Thành ra nếu mà không gặp thầy nữa là chỉ ôm thôi, chứ không dám đi. Đi lên An Giang cũng nhiều người chỉ lắm mà không ấy. Tại vì hỏi thăm thầy đó, người ta nói là không biết thầy nhưng mà biết người khác, người ta chỉ cho thôi không. Vậy hiện tại trong cơ thể của Đạo Nhất ở đâu? Trời ơi, cả mình mấy, giống như thầy nói mà rải cát á. À, nó ghi mình. Ờ, không lúc nào hết. Nếu mà mình nói trúng gió thì cũng có lúc mà nó ngưng phải không? Còn lần này hả, cỡ vậy mình đụng mình rờ vô, ấn vô cái là nó đau, nó thốn luôn á. Với cái đường xương sống giữa nè, ấn vô là thốn, ấn vô là thốn. Đầy mình ha. Dạ. Nhưng mà có lúc mà ấn có lúc chỗ có chỗ không nữa thầy. Vậy là cô đi bác sĩ, bác sĩ kêu cô nếu đau thì uống thuốc giảm đau thôi đúng không? Uống Tylenol, nó là thuốc cảm á. Cứ uống thôi, chứ dạ, không bệnh tật gì hết. Ý nó hay bị mất ói. Cái nội soi bao tử xong là cái thuốc mà sinh thuốc bao tử là sinh trước, trước khi nội soi đó, nói bây giờ nó không chịu nổi rồi, bác sĩ cho thuốc bao tử kèm với thuốc, có uống thuốc huyết áp, sợ bị hành bao tử đó. Dạ. Mới năn nỉ bác sĩ cho bao tử để theo cái thuốc đó đó. Bác sĩ nói cái đó không có ảnh hưởng bao tử, nhưng mà ráng sinh ông cho, với ông cho thuốc mở máu vậy thôi. Rồi giúp cho cô đây. Nó mới kêu bác nói sĩ về nói chưa hết mà nói chưa. Chú lên tới dịnh đi. Là cô ở đây dịnh bà đi. Chú lên tới dịnh tay qua. Nằm xích chưa? Nằm giữa đi. Nằm đi rồi. Luôn. Nằm bình thường. Đâu có chọc kẹo ai đâu mà sao kỳ vậy? Không tin nổi. Đầy mình dở chân lên. Muốn lên máu luôn, cái mặt đỏ mà bình nóng mặt rồi. Nhiều. Đã lâu rồi mà thầy. Lâu rồi nhưng mà nhiều lắm. Kim không nè. Kim trống. Gán cô. Bình tĩnh, này cô bước xuống đi. Bước xuống. Đưa nhẹ không? Đá chân ra. Nhẹ không? Đá chân ra. Cô ngồi xuống đứng gì rồi? Ngồi xuống. Mình chậm hổm hả? Mình chậm hổm. Không có xuống. Cô ngồi xuống bình thường đi. Gọi đứng gì? Chưa được.
cái gì? Thế này nhẹ hơn không? Chứ bình thường cô ngồi không được hay gì? Dạ. Cô đi đi, đi tới luôn đi. Nằm đi chút xíu nhẹ nữa. Nhưng mà cô phải chịu đau nghe. Dạ. Phải ráng nha. Thấy con thêm rồi giờ phải ráng quá nhiều. Ủa sao mình không đọc bên kia ta? Tay không? Thẳng tay cả cục. Nghe không? Gắn chịu nghe. Hít sâu thở ra cô. Chúng tôi cô tỉnh, cô sẽ nhớ lại. Chứ cô nói chuyện là hơi chút xíu quên à. Lơ lơ lửng lửng nè. Hít sâu thở ra cô. Mỗi lần nó nổ một cái là cô phải mắc thở một cái. Nhưng cô tỉnh lại. Hít sâu thở ra. Không được rồi. Chút xíu hết à. Cô quá nhiều. Thầy có biết nam hay nữ không? Thôi được rồi. Giúp cô hết bệnh được rồi. Biết tôi làm gì? Gán cô. Sống rồi đó. Lấy nước uống đi cô.
Cô nghe nó bập bập trong người cô không? Ừ, gán chịu nghe, nghe thì gán chịu. Nè, hít sâu thở ra đi. Nhìn con mắt sáng chưa? Sáng rồi ha. Cái đầu nó nhẹ nhàng chưa? Nó tỉnh táo chưa? Uống nước đi. Mắt cũng hẳn không ngờ. Nó tự nhiên cái nó làm cho mình không thấy mấy đường, cái phải vụ mắt. Nhưng mà bây giờ mắt sáng chưa? Sáng rồi ha. Hít sâu thở ra. Hít sâu được không? Được, hít sâu bình thường được. Bình thường. Nhưng mà cái đầu của nó thư thái chưa, nó dễ chịu chưa? Bước xuống đi đi, đi vòng đi. Không, cái chân bên kia còn. Cái đầu cô bây giờ thấy thoải mái chưa? Không biết thoải mái chưa mà nó còn hơi chán chán. Con mắt nó sáng chưa? Sáng, nằm xuống đi. Cô nằm ở đây nè. Sáng không la mà không la không được. Nó như tự động nó la. Dễ gì? Nó đau. Đẻ không có đau. Đau bụng nó đau chứ đẻ không có đau. Bành chành hết mình mẩy. Mà chọc ai đó nó yếm mà dữ vậy. Yếm mà yếm nhiều lần chứ không phải yếm lần đâu. Đưa gối đâu. Bành chành mình mẩy hết. Đừng có nhiều mà lại lâu nữa. Tại nó cũng rủng tay chân có đâu mà đánh ai. Ừ. Nghe không? Gớp gớp ở đây nè, cũng kêu hả? Gớp gớp nè. Cứ nằm ngửa lại. Quá nhiều. Kinh khủng. Còn chỗ nào nữa? Quá trời. Thầy nói giữa mở mắt ra lẫn nói. Thở đi, hít sâu thở ra đi. Nó nhẹ, không có cảm giác mà giống như châm chích người nữa. Cô cũng cảm ơn thầy Trung, Lê Hậu với tài xế đến đây giúp cô trị bệnh cho cô. Cô cũng mong rằng những người nào mà có cái bệnh giống như cô á, liên lạc với thầy Trung trên cái YouTube của thầy á.